Thưa quý vị khán giả, mỗi một mùa VTV Cup đi qua thì chắc chắn là các vận động viên tham dự giải đều để lại cho mình những ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Họ không chỉ được tham gia vào một giải đấu vô cùng chất lượng mà còn được sự đón tiếp rất nhiệt tình và chu đáo đến từ ban tổ chức. Và năm nay, trong lần đầu tiên VTV Cup đến với tỉnh Quảng Nam, một lần nữa công tác hậu cần lại để lại những ấn tượng rất tốt đẹp với các đội bóng tham dự giải. Đến với giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Xây năm nay, các đội bóng đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ban tổ chức, đặc biệt là công tác hậu cần liên quan đến việc ăn, nghỉ tại khách sạn. Việc ban tổ chức lựa chọn một khách sạn hàng đầu ở Quảng Nam với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế giúp cho các vận động viên được đảm bảo về sự chăm sóc chu đáo và có thể cảm thấy thoải mái nhất như khi thi đấu ở quê nhà. Thực đơn ở nhà hàng rất phong phú và đa dạng. Chúng tôi có thể ăn được những món mà chúng tôi thích và chúng tôi cũng cảm nhận được sự đặc biệt của nền văn hóa ẩm thực Việt Nam. Đối với chúng tôi, sức khỏe của vận động viên cực kỳ quan trọng. Giải đấu có thành công được hay không thì sức khỏe của vận động viên là điểm mà chúng tôi cực kỳ lưu ý, lưu tâm. Với 7 đoàn quốc tế thì chúng tôi xác định họ đến từ những quốc gia khác nhau. Đầu bếp của chúng tôi đã chọn lựa những thực phẩm để phù hợp với đặc trưng văn hóa của từng vùng miền để phù hợp nhất cho các vận động viên khi tham dự giải. Bên cạnh những bữa ăn chất lượng được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các vận động viên còn được sắp xếp những phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn cao, cũng như nhận được sự phục vụ chuyên nghiệp và tận tâm của các nhân viên nơi đây. Tôi rất hài lòng về tất cả các dịch vụ ở đây, cách trang trí rất hài hòa và sang trọng. Tôi rất thích căn phòng này, nơi đây tốt hơn rất nhiều so với những giải đấu châu Á khác. Những dịch vụ miễn phí khác như phòng massage, phòng tập gym cũng làm hài lòng các đội bóng đến với giải. Qua đó, giúp các vận động viên có được sự chuẩn bị tốt nhất cho những ngày tranh tài tại VTV Cup Tôn Hoa Xây năm nay.